250 sơn cả. Nó nhìn mặt ăn đẹp cực kỳ không? Đèn ghê. Giá đẹp đi phải. Đắp giá. Giá cái má làn giá má đó nha. Cái má má cản của nó làn bị tay chém á. Bây giờ giá lại, nó gió lại cho lành lại. Bác sĩ làn giá giá cản. Mệt ê 250 mọi người. Anh em nhu cầu thì inbox mình. Làm lại thành bao ghim luôn nha, bao đẹp luôn. Cho nó hơi ù ra giờ mình sấy cho đó là mình nắng nắng nó vô. À, cho nó hơi ùi trước mình nắng lại cho nó hoàn chỉnh lại cái máy đẹp lên đó, nó ù ra đó, nắng lại. Ồ, quá đẹp. Ê, chó đẹp chơi 250. Giá sao mình nó cạo nha cho nó láng. E250 nhìn nó hết, nó đẹp quá. Cái cửa đây là chiếc mẹ E250 nhìn sang trọng và sang chảnh nha anh mọi người. Vì nội thất của nó là đẹp cực kỳ, khó chê luôn. Tay số trên số, tay số của nó sẽ số đi số là số tự động. Giờ cái đèn đó, đèn led. Đèn đó, đèn led nha. Mệt E250. Cô 250 cũng cầu bình trên đây nha mọi người. Đây nè, đây gọc lửa nè. Lửa.
Đây là mát nha. Đây là mát. Câu bình, con câu bình hướng dẫn. Bình thì câu trên đây. Bình nó nằm trong đây nha. Cả trục vô luôn. Trục vô tăng áp. Nhìn khỏi chê, đẹp quá trời. Nội thất sang trọng.